Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình IVN Vlog. Thì ở video này thì IVN muốn chia sẻ cho các bạn một chiếc máy hàng mini sử dụng cho gia đình. Ở video này thì chúng ta cùng nhau xem cái khả năng vận hành của máy hàng này sẽ như thế nào. Thì bên cạnh đó thì IVN muốn cho các bạn khám phá luôn cả nội thất bên trong để xem cái chất lượng của nó có ok hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử thăm nhé. Và đây là sản phẩm có dán tem hàng dễ vỡ và quay video khi bóc cái sản phẩm này ra. Đó, rất là cẩn thận. Và trên đây thì ta thấy có giá là 708.000 ha. Thì đã bao gồm ship rồi đó. Nếu mà không có tiền ship thì khoảng 600 mấy thôi, 650 thôi ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành khui cái lớp ni lông này ra. Khui hộp này ra để cho các bạn cùng xem nha. Rồi, và các bạn thấy chưa, bên hông này chúng ta có chữ Adventure Welding Machine. Thì đây là đã có cái kim điện ha, Adventure. Và tên của nó là, bên này cũng vậy, là Pitoon ha. Đó. Thì cái này nó cũng như cái máy của GGG á. Thì nếu mà các bạn đã sử dụng GGG thì nó là như nhau ha, nó là một á. Nó chỉ phân biệt cái màu sắc thôi, in tên khác nhau để không bị đổi sắc thôi, chứ nó là một. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn cùng xem nha. Rồi, và đây là tất cả những gì mà có được tấm thùng trong này. Thì đầu tiên chúng ta có một cái giá để chúng ta giữ cái thùng hàng. Rồi. Tiếp theo thì họ có tặng cho mình hai cái que hàng. Quay hàng này là 2.5 ly. Đó. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái dây kẹp mát và dây kẹp hàng. Rồi, đây là dây kẹp mát ha. Cái dây to chắc chắn nhưng mà hơi ngắn. Nó khoảng cỡ 1 mét hay sao á. Rồi. Và đây dây kẹp hàng thì chiều dài cũng bằng cái dây kẹp mát ha. Đó. Thì theo mình nghĩ thì chắc khoảng 1 mét. Rồi. Tiếp theo là dây nguồn. Đó. Và xem trong bên trong có những gì nữa ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra để xem bên trong có gì đây. Bây giờ là chỉ là cái máy của chúng ta thôi, không có một cái gì nữa. Đây. Và đây là sản phẩm chính, đó chính là máy hàng ha. Rồi. Thì nó có đây cái dây nó rất là chắc chắn ha. Thì cái hàng này thì nó có 3 màu, màu trắng với màu cam và màu xám này. Thì mình thích cái màu này hơn ha, phải cái màu kia. Đó, màu xám đỏ. Đây. Đó, đây là chi tiết bên phía mặt trước. Mặt trước thì chúng ta có hai nút điều chỉnh và một cái màn hình hiển thị cường độ dòng điện ha. Rồi hai cái cổng để là đấu với dây mát và dây hàng. Rồi bên này chúng ta có thể thấy chữ New Adventure Technology và thêm cái chữ tiếng Nhật, nhưng thật chắc cái máy này chắc khoảng của Trung Quốc hay là Việt Nam gì đó thôi. Rồi, và bên này thì chúng ta thấy cái có cái quạt ha, quạt thì giống như cái quạt máy tính thôi, là để làm mát cho cái máy này. Đấy. Thì cái máy này có rất là nhỏ ha, nó rất là dễ di chuyển, chúng ta có thể cầm di chuyển ở rất là dễ dàng. Đó. Thì những chi tiết quan trọng mà chúng ta có thể đặt trong này sẽ là để tăng luôn. Rồi, để mình xem thử là đặt cái máy hàng bên này ha. Rồi, bắt đầu mình xem thử là bên trong có gì nữa đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thêm thì chúng ta sẽ thấy được có cái kính hàng ha. Đấy. Thì cái kính này thì nói chung là cũng khó sử dụng tại vì nó rất là tối. Mình đã sử dụng rồi thì, khi mà nhìn ở ngoài trời thì còn đỡ, chứ trong nhà thì hầu như không thấy gì hết. Rồi tiếp theo là cái phiếu bảo hành. Phải phiếu bảo hành không? Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế Việt Trung. Đúng rồi, đây là chính là phiếu bảo hành nha các bạn. Đó. Thì bảo hành điện tử cho nên trên này nó cũng không có viết một cái gì hết. Đó.
thì nó bảo hành cho mình một năm. Bảo hành điện tử trình báo cái thông tin mà mình đặt hàng mua hàng đó, thì nó sẽ xếp thông tin vào bảo hành cho mình đó. Thì tất cả mà chúng ta có được thì như đây thôi. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem nha. Đó rồi, mình bật nè. Đó, quạt đã kêu ha. Rồi máy đã bắt đầu. Cái này chỉnh lên được chưa anh? Đó. Được chưa? Cái này lên. Ok chưa? Được chưa? Đó, cái kia mới tăng số anh, cái bên kia. Ờ đúng rồi đó. Nó tăng lên cao lắm, tới 200 mấy luôn rồi. Nhưng mà lên cao thì nhanh cháy. Nhanh cháy sắc. Mà sao em hàng nó lủng hoài thôi? Hả? Em hàng nó bị lủng sắt nữa. Đều tay. Cái nhấp bỏ nhấp thả không? Anh thử một cái đường hàng kéo rồi. Đó. Cái hàng kéo á. À hàng kéo. Đâu kéo được. À. Vê rồi nó kéo được. Dạ, ok được rồi. Được không? Rồi và cái nội thất bên trong của cái máy hàng này nó sẽ như thế này ha. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy một cái cụm dây đồng ha. Cụm dây đồng này cũng tương đối là lớn á. Đấy. Cái cụm sợi dây là rất là lớn. Cũng nói chung là cũng ok. Mà mình không biết là nó có phải đồng 100% hay không. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái tụ lớn ha. Nó hai tụ thôi nhưng mà nó cũng rất là lớn ha. Tụ của nó là 450 và 680. Đó. Của hãng là đây, các bạn xem cái hãng đây. Nói chung hãng này thì cũng ok ha. Các bạn rành về máy thì các bạn sẽ đánh giá rõ và chi tiết hơn. Và đây là cái tản nhiệt nhôm. Và đây là quạt. Chúng ta có dây nguồn. Dây nguồn thì nó cũng rất là chắc chắn ha. Dây nguồn lớn nè. Ở đây là công tắc ha. Công tắc nguồn. Rồi hai đầu nối mát và đầu nối hàn thì nó được kết nối với lại cái một cái bảng nhôm dài và chắc chắn ha. Dày lắm. Rồi và đây là cái bảng điều khiển, đây cái bảng đồng hồ nhé, đồng hồ chỉ nha. Rồi đồng hồ chỉ dùng điện mà mạnh yếu gì đó chúng ta chỉnh thì nó sẽ hiện như thế này. Rồi tiếp theo thì là hai cái nút điều khiển để được kết nối rất với nhau ha. Đó thì cái nội thất của máy hàng nó sẽ như thế này thôi, nó đơn giản như thế này thôi. Đấy, ok chưa? Rồi vậy là mình đã cho các bạn xem chi tiết cái máy hàng này như thế nào rồi ha. Rồi, IBM xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.